Hey, chào mừng bà con và các bạn nha, đến với kênh Tâm Phúc Vlog của mình, kênh chuyên mua bán bò và chia sẻ kinh nghiệm nuôi bò. Thì hôm nay thứ sáu ngày 4 tháng 6 năm 2021, thì chiều hôm nay tiếp tục mình làm video cho trại bò của anh Lộc. Thì chào anh Lộc, thì hôm rồi mình nói là mình sẽ làm một cái kênh, thì hôm nay cái video này là mình sẽ đăng cái video đầu tiên lên cái kênh trại bò Trọng Lộc nha bà con. Và mình để cái phần cái đường link ở dưới phần mô tả của mình đó. Thì bà con click vào đó thì đăng ký kênh trại bò Trọng Lộc và sau để tiện theo dõi những video mà khi trại bò Trọng Lộc đăng lên những con bò thì bà con click vào xem ngay và chọn những con bò mà mình đăng ý, thì bà con hãy nhấc máy gọi qua cho trại bò Trọng Lộc và cái số điện thoại mình để trên màn hình nha. Bây giờ không làm tốt thời gian bà con nữa, bây giờ mời bà con xem video nha. Rồi, hello chào cả nhà mình ha. Mỗi của em hôm nay về được có bộ mẹ con với lại con cái tơ đó, bò lúc trước em bán hết rồi, nay trống chuồng mới bắt về luôn nha đó. Giờ đầu tiên em quay mổ mẹ con trước nè cho anh chị coi nè. Này em coi, đây là con nè, sấy bướm nghiêm chỉnh luôn nha đó. Con con đây nó 2 tháng tuổi đó, ăn uống thì cứng ngắc luôn, chân bự, sấy bướm nghiêm chỉnh, gu đồ bò đi bò xin nha. Đó, mấy anh miền Tây thì em gọi là bò bu á. Đó, bò đây cao khoảng 9 tấc, trên 9 tấc chút rồi, 2 tháng rồi nha. Đây là con đực con đó, dậu nè, chân trước nè, chân sau nè, đàn lưng đó nè, đó, gu đó, dàn đầu dầu đầu bò con cũng đẹp nữa nè cô chú. Đó, dàn đầu này xây bướm thì mẹ con nghiêm chỉnh luôn đó. Đây là con quay cho cô chú coi cho kỹ nha. Nè em đứng xa ra luôn nè, đó quay bộ mẹ con này đó, em đứng xa đó khoảng 5 mét luôn nha, gặp cho cú coi hết bò luôn nha. Rồi đó là con, đây đây là con mẹ nè, con mẹ nè, con mẹ cao khoảng 1m25 chứ dư được chút đỉnh nha cô chú, nó khoảng 1m27 trở lại á. Mẹ đi tơ mất 2 đầu răng nè, để con này con thứ hai nè, nó gù đó, sấy cái lưng nè, đó dần mặt đó nè, đó mặt đó, cái lưng đó, cái cây sấy đầu đó, đó quay kỹ bò cho cô cứu chạy coi nè, đó yếm nữa đó, chân trước nó nè, nè đó rúng nữa nè, bò đây năm vú nghe cô chú, có vú đeo nhỏ trước nha, ở giữa nè, đó cái vú đeo đó ai nhìn kỹ rúng thì dài luôn nha. Đó, bò đây cao 1m25 bò trên nè, thì tính 1m25 bò thôi đó. Bộ mẹ con đẻ là con thứ hai luôn nha cô chú đó. Bò đây bò đồng nha, ăn uống thì thôi khỏi nói rồi, cứ ngắt nè, ăn uống dữ lắm đó. Quay xa cho cô chú anh chị coi bò mẹ con này đó, nít nó vú thì căng máy sữa luôn nha đó, lưng nữa nè. Đó, em quay lại cái đầu cho coi, đó đầu mẹ đó. Rồi bò bộ mẹ con này em bán giá tại chuồng là 39 triệu nha. Đó. Bộ mẹ con này em bán giá tại chuồng luôn 39 triệu luôn nha. Rồi. Anh chị cô bác nào thấy ưng ý thì cứ alo gọi cho em luôn trực tiếp luôn nha. Đó. Mẹ này nó cao không biết không? Ốm ngang bò đây cô chú anh chị về chăm sóc kỹ rồi, bò đây cao lắm nha, xương bự luôn nha. Đó, ăn uống thì thôi khỏi nói rồi, ngon lành quá rồi. Nè con nó ăn cám nè, cho cô chú anh chị coi con ăn cám nè. Con mẹ nó ăn rồi đó. Đậu con đẹp chưa, đó đậu con nè, mẹ bự tàn luôn nha. Bộ mẹ con em quay rất kỹ luôn nha, quay tới quay lui quay xa quay gần luôn nha, cho cô chú chị coi rằng đó, em đứng xa luôn rồi đó, lại cho cô chú chị coi kỹ luôn nha. Đó, bộ mẹ con đây đó, mẹ cao tàn lắm, ngay xương bự luôn nha, chim bự luôn nè. Đó đó, vú căng luôn, bốn vú vú dài sọc luôn nè, mấy con này mát sữa lắm nè cô chú. À con nè đó,
Bộ mới vừa trở về luôn nha cô chú. Rồi bộ mẹ con xong bây giờ tới quay con cái tơ luôn nha, cái lứa đây. Rồi đây là con cái lứa, con này khoảng 8 tháng tuổi nha cô chú, xây bướm nghiêm chỉnh luôn nha. Đó, đây là xây lưng đó nè, đó xây mặt nè, đó xây mặt đó, đầu nó nè, đó yếm nó đó, rúng luôn nè, chân cẳng con này chân bự luôn nha, chân kiền khú luôn nha cô chú. Đó con đây đỏ mặt luôn nha. Đó cô chú nè, con đây nó có cái miếng trắng ngay cái mắt này đó, cái điểm á, điểm trắng ngay mắt nó nghe cô chú, có sao nó vậy nha. Bò con đây khoảng mép nốt đổ lại nha, mép nốt nha bò nha, 8 tháng tuổi. Rồi con bò đây em bán giá tại chuồng luôn là 18 triệu luôn nha. Đó bò đẹp cực kỳ luôn nha, chân bự con ấy mai mốt, bò đây mẫu cao tay ai mua mai mốt con này ra tầng nhất luôn nha cô chú. Bò đây nè, bò nhỏ nè, mai mốt ra tầng nhất luôn nha, rất là đẹp luôn nha. Đó chân cẳng đó, chân bự nè, cầm đứng thẳng hết luôn nè. Đó hai chân đứng trước đó, chân trước sau đứng thẳng hết, màu đỏ mặt luôn nha. Con này mai mốt có chỗ khú luôn á. Đó quay xa quay gần cho cô chú coi nè. Đó con bò đó, đó quay xa cho cô chú coi con bò đó. Đó đất nữa đó, đó quay cho kỹ cho cô chú nè coi nha. Bò đây em bán giá tại chuồng 18 triệu luôn nha. Đó anh chị nào ít vốn rồi mua con bò đi về bỏ mai mốt làm giống luôn nha. Bò đây mai mốt ra thằng nhất luôn, đỏ mặt đẹp bò nha, chân cẳng bự, một móng đứng sò, móng sò luôn nha. Đó dàn đầu nó cũng đẹp luôn nha, đó dàn đầu nè xây bướm nghiêm chỉnh hết đó, đỏ mặt hết luôn nè, con này đỏ mặt luôn nha. Ừ mét mốt nha cô chú, bò nói kỹ mét mốt nha, khoảng 8 tháng tuổi nha, 7-8 tháng tuổi nha. Bò nó khô ốm bò nghe, về mình nuôi cho nó ăn uống đầy đủ ra bò lắm nghe. Hôm nay mai mốt làm giống theo cực kỳ rồi đó, chân cẳng bự dài luôn nè. Đó em quay kỹ cho cô từng chi tiết cho cô chú chị coi luôn đó. Bò đứng thẳng đó, chân cẳng đó rú rồi, rúng rồi, bò đây bốn vú luôn rồi nghe cô chú. À, cái đít nó khú luôn rồi, chỗ khú luôn nè. Đó quay kỹ à cho cô chú coi kỹ vào đây rồi đó. Rồi đây quay lại coi bộ mẹ con cơ nè, thôi video nó cũng dài rồi, em kết thúc chưa cái video này nha. Rồi anh chú cô chú nè, cô chú anh chị nào á thích cái nào thì alo cho em nha. Rồi, bye bye, chào.